Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em từ bài số 1 cho tới bài số 5. Gần như là chúng ta cũng đã nắm được nhuần nhuyễn 7 hàng thức đáng nhớ rồi đúng không nào? Nói chung là chiều thuận chiều nghịch thì chúng ta phải nhìn nhanh và chúng ta phải nói ngay được đó là hàng thức số mấy và chiều nào. Xác định A và B là coi như là chúng ta đã thành công là 80% rồi các em nha. Còn 20% còn lại thì chúng ta chỉ việc biến đổi nữa là xong. Câu A. Ở đây người ta yêu cầu em là viết các biểu thức sau thành đa thức. Như vậy ở đây chúng ta thấy đây chính là hàng thức số mấy? Đây chính là hàng thức số 5. Chiều gì? Chiều thuận. Trong đó A chúng ta là 2x, B chúng ta là số 3. Phải không? Chúng ta phải nói nhanh được như vậy. Ở đây có dạng là A trừ B tất cả mũ 3. Nếu mà theo công thức thì chúng ta phải đọc lại gì các em? Đó chính là A mũ 3 trừ 3A bình phương B cộng 3AB bình phương và trừ cho B mũ 3. Cứ vậy mà thế vô và viết ra. Các em hiểu chưa? A mũ 3 thì A chúng ta là 2x, như vậy nó sẽ là 2x mũ 3 trừ này. Cứ theo đúng công thức mà làm thôi em. Số 3 là hằng số nó có sẵn ở trong cái công thức của hàng đẳng thức. Như vậy 3A bình phương B đây, đúng không? Cộng cho 3AB bình phương và cộng ở đây cho gì? Ấy, thầy nói trừ chứ. Trừ cho B mũ 3. Như vậy bằng 2 mũ 3 là bằng mấy? Bằng 8 x mũ mấy? X mũ 3 trừ, ở đây thầy biến đổi một bước nữa nha, 3. Ở đây 2 mũ 2 là bằng 4 x mũ 2 nhân 3. Ở đây tí nữa chúng ta nhân ra xong, 3 nhân 2x nhân ở đây 3 mũ 2 là bằng 9 đúng không? Đó, trừ cho 27 ha, 3 mũ 3 bằng 27. Cái nào tính được thì tính luôn, được không? Như vậy đây 8x mũ 3 trừ 3 nhân 3 9, 9 nhân 4 là bằng 36 x mũ 2 cộng 326 69 54, 54 x trừ cho 27 xong. Được không? Ok. Xong cái câu A, bây giờ chúng ta đi sang câu B. A cộng 3B tất cả mũ 3. Cái thằng này là hàng thức số mấy em? Đây là số 4. Có dạng là A cộng B tất cả mũ 3. Trong đó A chúng ta A lớn là bằng A nhỏ này, B B lớn thì bằng 3B. Thì nếu mà theo hàng đẳng thức thì chúng ta đã thuộc nhuần nhuyễn chưa? Là gì? Tất cả trên đây đều là cộng hết nha. Nghĩa là ở đây trừ thì chỗ đây trừ và chỗ đây trừ, nhưng ở chỗ đây cộng thì tất cả đều cộng hết. Nhưng mà ra được là gì? A mũ 3 cộng 3A mũ 2 nhân cho B này, đúng không? Cộng 3 A nhân cho 3B mũ 2 này, cộng ở đây cho gì? 3B mũ 3. Như vậy ở đây A mũ 3 này, cộng ở đây cho 3 nhân 3, đây là 9A mũ 2B, cộng ở đây là 3 mũ 2. 3 mũ 2 bằng 9, 9 nhân 3 đây là 27. Thầy làm nhanh một bước luôn nha, AB mũ 2 và cộng ở đây là 27B mũ 3. Xong. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu C. Các em muốn ghi chép thì bấm chân video lại em nha. Câu C. X Y trừ 1 mũ 3. Như vậy ở đây nó có dạng, đây chính là hàng thức số mấy? Đây chính là hàng thức số 5. Nó có dạng là A trừ B mũ 3. Thì chúng ta làm giống như câu A ha. Như vậy X Y, các em ghi như này là sai này. Sai chỗ nào? Thiếu dấu gì các em? Đó chính là thiếu dấu ngoặc, đúng không? Thiếu dấu ngoặc. Nhớ thầy như vậy nha. Trừ, ở đây trừ thì chỗ đây trừ 3 A bình phương nhân B cộng 3 A B bình phương và trừ cho B mũ 3. Cứ viết đúng theo hàng thức trước. Như vậy ở đây người ta bỏ ngoặc ra thì ra được x mũ 3 y mũ 3 trừ 3 x bình phương y bình phương, tại vì nhân 1 thì bằng chính nó, cộng 3 x y và trừ đi cho 1. Xong. Như vậy câu A, câu B, câu C thì thầy đã hoàn thành xong cho các em bài số 6. Chúng ta có thể tham khảo ở bộ sách cũ để chúng ta có thể làm thêm. Thầy sẽ cho em một số câu. Ví dụ như đây là x mũ 2 trừ 2 y mũ 3. Làm thầy một số câu này anh em nha. 1 phần 2 x trừ 4 phần 5 x mũ 2 y mũ 3. Ở đây cho cộng đây.
một bài trừ một bài cộng. Rồi chúng ta có thể làm thầy hai bài này để là nắm thêm cái hàng nhận thức theo chiều thuận. Ok nha, chúng ta sẽ đi sang bài số 7. Đây sang bài số 7 em. Viết các biểu thức sau thành đa thức ha, thành đa thức. Ở đây dưới dạng là đa thức nhân cho gì? Đa thức nhân đa thức. Nhưng các em để ý, không phải lấy thằng này nhân vô giống như kiểu đa thức. Nếu như cách một á, nếu mà bạn nào không thấy nha, nếu bạn nào không thấy thì lấy cái ngọt này nhân với ngọt này theo kiểu đa thức cũng ra. Nhưng ở đây đây chính là hàng nhận thức số mấy? Các em, đây chính là hàng thức số 7. Nó có dạng là A trừ B nhân cho A bình cộng AB và cộng cho B bình này. Các em hiểu không? Nhưng mà trong đó A của chúng ta là bằng A nhỏ và B của chúng ta là bằng 5 này. Khi đó chúng ta thế vào công thức là A mũ 3 trừ B mũ 3. Hiểu không? Rất là nhanh luôn. Còn bạn nào mà không thấy được hàng nhận thức số 7 thì thôi chịu khó lấy A nhân hết vô đây, sau đó lấy âm 5 này nhân hết vô đây, sau đó bỏ ngọt khai triển ra thì nó vẫn ra kết quả. Nhưng mà nó rất là dài, cực kỳ dài luôn. Các em hiểu không? Như vậy ở đây chúng ta phân tích ra, ở đây trở thành là A trừ 5 cái đề đó. Chúng ta đã xác định A là bằng A và B là bằng 5, thì chứng tỏ đây là A bình phương cộng cho gì? A nhân 5 này, A nhân B này, cộng ở đây cho 5 bình phương. 5 bình phương nghĩa là hết giấy, khổ ghê. Đây, đây là 5 bình phương này em. Nhưng mà khi đó chúng ta đưa về là A mũ 3 trừ 5 mũ 3, đúng không? Thì ở đây sẽ bằng A mũ 3 trừ cho 125. Xong, rất là nhanh như vậy thôi chứ chả có vấn đề gì quan trọng cả. Hiểu không? Câu B, đây là câu A nha. Đấy, cái phần này thì AB là nằm ở trong cái ngọt đầu tiên đây này. Cái ngọt đầu tiên đó chính là AB đó. X bình trừ 2 XY cộng 4 Y bình à. Ở đây bằng ở đây cho nó thoải mái đi. Như vậy A chúng ta là gì? Ở đây nó có dạng là A cộng B nhân cho A bình trừ cho AB cộng cho B bình. Như vậy thì trong đó A chúng ta là X và B chúng ta là 2Y. Thì như vậy thì chúng ta phân tích ra ở đây một xíu, chỗ ngoặc đây nữa là xong. Vâng, trừ ở đây cho gì các em? X nhân cho 2Y, đúng không? X nhân 2Y là bằng 2XY này. Cộng ở đây cho 2Y gì? Bình phương. Ở đây chúng ta nên mở ngoặc vuông. Rồi ok, như vậy chúng ta đưa về là X mũ 3. Ở đây cộng thì chỗ đây cũng sẽ cộng là 2Y mũ 3 theo đúng hàng nhận thức. Như vậy đây bằng X mũ 3 cộng cho 8Y mũ 3. 2 mũ 3 là bằng 8. Xong. Ok, hiểu chưa? Còn nếu như bạn nào không thấy được hàng thức thì bắt buộc chúng ta cũng còn một cách nữa, đó chính là chúng ta nhân vô. Nhân vô, nhân đa thức và đa thức thì chúng ta được học rồi, chứ không phải là chưa học. Hiểu chưa? Ok, chúng ta sẽ đi sang ở bài số 8. Ta đi sang bài số 8 em. Ở đây người ta yêu cầu em là viết các biểu thức sau thành đa thức. Thành đa thức thì cái cách 1 cũng giống như vậy. Chúng ta không biết thì cứ nhân vô, lần lượt cứ nhân vô theo kiểu đa thức thì nó vẫn ra. Các em hiểu không? Tuy nhiên nếu như ta biết thì chúng ta để ý này, chúng ta đừng có nhân theo kiểu đa thức mà ta sử dụng hàng thức là rất là nhanh. Các em thấy này, đây ta phải thông minh một xíu. Hai cái ngọt này đây chính là hàng thức số mấy? Đây chính là hàng thức số 3 chiều nghịch. Nó có dạng là A trừ B nhân cho A cộng B. Các em hiểu không? Như vậy thì hai thằng đây. Còn cái ngọt này á, cái ngọt này các em để đó, các em đừng có đụng vào. Mà các em đầu tiên ta xử lý thằng hai ngọt này này. Nó chính là hàng thức số 3 chiều nghịch. Hiểu không? Thì khi đó chúng ta đưa về, nó có dạng là A bình trừ cho B bình. Còn cái ngọt này cứ để đó. Các em hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy ở đây nó ra được là A bình trừ cho 1 bình thì vẫn là trừ 1. Đó. Hiểu chưa nào? Bằng tiếp, như vậy tới đây thì nó lại xuất hiện hàng nhận thức số 3 chiều nghịch một lần nữa. Nghĩa là ở đây chúng ta áp dụng hàng thức số 3 chiều nghịch tới hai lần. Lần thứ nhất là chúng ta áp dụng ở đây để chúng ta ra được cái ngọt này và ra được ngọt này. Lần thứ hai chúng ta áp dụng với hai ngọt này, nó có dạng là A bình trừ B bình, A trừ B nhân A cộng B. Thì trong đó A chúng ta là tương ứng với A bình và B chúng ta tương ứng là số 1. Như vậy chúng ta viết trở thành là A này, đây chính là A này, A bình này trừ cho B bình, đúng không? Như vậy A bình bình thì nó ra được A mũ 4 trừ 1. Xong. Vậy thôi. Các em hiểu ý thầy nói không nè? Nên là thầy nói toán mà các em, nó phải nhanh. Nhanh ở đây nghĩa là chúng ta phải xử lý một cách linh hoạt.
và nó phải có sự thông minh trong đó. Toán thì chắc chắn phải đòi hỏi phải có sự thông minh và có kỹ năng trong đó. Làm càng nhiều bài tập thì chắc chắn kỹ năng của tâm liver của chúng ta cũng sẽ lên thôi. Nói theo kiểu như các em bây giờ giới trẻ hiện nay là chơi game à. Rồi ở đây thầy đố các em, nó chính là hình thức số mấy? Nó có hai cách làm. Nó có hai cách làm các em. Cách một này, nghe thầy nói cách một. Cách một á là các em sẽ đưa thằng này về hạng thức thứ nhất, đưa thằng này hạng thức số 2. Sau đó cái dấu trừ đằng trước cho ngọt, người ta bỏ ngọt ra và người ta nhóm đồng dạng cộng trừ vô. Xong là cách 1. Cách 2 thầy đố các em, thầy sẽ sử dụng cách 2. Đó chính là đây là hạng thức số mấy. À, các em coi cả cái ngọt này đã chính là A, và coi cả cái ngọt này chính là B, thì có phải nó ra được cái dạng hạng thức là A bình trừ B bình không? Bằng. Thì người ta viết cái dạng là A trừ B nhân A cộng B. Các em hiểu không? Nếu các em không thấy được ở đây là hạng thức số 3 thì các em có thể áp dụng hạng thức số 1 và áp dụng hạng thức số 2. Sau đó chúng ta bỏ ngọt ra và chúng ta nhóm đồng dạng lại để chúng ta làm. Còn ở đây thầy sẽ áp dụng hạng cách 2 là hạng thức số 3 chiều thuận nha. Trong đó A chúng ta là ngọt này và B chúng ta là ngọt này. Như vậy thì chúng ta có A này, đây chính là A này, cộng này, cộng B này, nhân này, A này, trừ này, B này, A cộng B nhân A trừ B. Đúng theo công thức hạng thức chưa? Như vậy bây giờ chúng ta bỏ ngoặc ra nha. Bây giờ bỏ ngoặc ra đây, tại vì đây là dấu cộng, đây dấu cộng thì bỏ ngoặc ra mà không đổi gì về dấu cả. Nhưng đối với ngoặc này thì phía bên này đổi dấu nè, còn ở đây không có đổi dấu. Trừ xy, ở đây cộng 1 nè, đó. Hiểu chưa? Như vậy 1xy cộng 1xy thì đây trở thành là 2xy. 1 cộng 1 trừ 1 là hết. Nhưng mà cái thằng này là đây là 2xy. Thằng này trừ này hết, 1 cộng 1 là bằng 2. Chứng tỏ 2 x 2 là bằng 4xy. Xong. Rất là đơn giản và rất là nhanh luôn em, và cực kỳ chính xác à. Còn em không muốn làm như này thì chúng ta cũng có thể áp dụng hạng thức số 1 và hạng thức số 2. Cái bài này làm hai cách. Đây hạng thức số 1 này, đây hạng thức số 2 này nha, chứ không phải là một cách. Kiểu gì nó cũng ra. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 9 em nha. Bài số 9. Chờ thầy gấp tờ giấy các em. Bài số 9 là gì đây? Câu A này. Ừ, đây tới 4 câu hả? Cho x cộng y bằng 12 và x nhân y bằng 35. Tính. Ôi thì cái này thì chúng ta chỉ việc khai triển. Đây chính là hạng thức số mấy? Đây chính là hạng đẳng thức số 2 chiều thuận. Chúng ta đưa về là x bình, đúng không? X bình trừ 2 xy cộng cho y bình. Có đúng? Có đúng không? Thì bây giờ ở trong đây á, người ta lại cho chúng ta là x cộng y và x nhân y. Thì trong đây x nhân y có rồi. Thì bây giờ các em để ý này, chúng ta sẽ nhóm này, x bình phương cộng y bình phương trừ 2 xy để ra ngoài đó. Để mục đích làm gì? Thầy sẽ nhóm này. Mục đích chúng ta nhớ hạng thức thứ nhất này. Hạng thức thứ nhất chúng ta là x cộng y bình phương, thì chúng ta khai triển ra là trở thành là x bình cộng 2 xy cộng cho y bình, đúng không? Như vậy để muốn trở thành cái tổng này, chúng ta đã có x bình phương và có y bình phương rồi, thì chứng tỏ chúng ta đang thiếu cái gì? Đây, chúng ta đang thiếu là cộng 2 xy. Tại vì ở đây chúng ta đang có là trừ 2 xy chứ không phải là cộng 2 xy. Như vậy bây giờ thầy sẽ thêm và bớt. Như vậy x bình phương cộng y bình phương ở đây thầy cứ để đó, trừ 2 xy thầy để đó. Thầy sẽ thêm vào cái gì? Thầy sẽ thêm vào là 2 xy. Thầy thêm vào bao nhiêu thì thầy bớt ra bấy nhiêu. Đây là thêm này, đây là bớt này. Còn nếu thầy chia, thầy sợ em không hiểu nên thầy làm rất chậm là đây. Nếu thầy chia như này thì cái trên các bạn cả dưới bằng. Khi bằng thì nghĩa là giá trị biểu thức của nó không đổi, nghĩa là nó rất là chính xác rồi. Bây giờ tại sao thầy phát hiện thầy phải thêm vào 2xy? Tại vì thầy thấy là x bình phương cộng 2xy cộng y bình phương, thì khi đó chúng ta viết trở thành là hạng thức số 1 là ở đây. Tại vì chúng ta cần phải đưa về có dạng là x cộng y để chúng ta thấy x cộng y bằng 12 vô. Em hiểu không? Chứ bây giờ ở đây, nếu như bây giờ ở trên đây thì như này chúng ta đã thế được chưa? Chưa. Chúng ta chỉ mới thế được là xy chỗ đây thôi. Xy ở đây bằng 35 vô chỗ đây thôi. Chứ còn ở đây là x cộng y, mà đây là x bình cộng y bình thì nó đâu có phải xy. Hiểu không?
Rồi bây giờ chúng ta nhóm x bình phương cộng y bình phương, chúng ta cho những thằng này vô trong đây một nhóm này. Đấy, đây chính là hạng thức số 1 này. Còn hai thằng này cho riêng ra bên ngoài đây. Đó, hiểu chưa? Như vậy thằng này chính là hạng thức số 1, trở thành x cộng y bình phương trừ đây là trừ 4xy. Rồi bây giờ nó đã có sẵn rồi thì bây giờ chúng ta thế vào. Các em hiểu không? Hiểu chưa? Các em ghi là thay x cộng y, x cộng y thì bằng bao nhiêu? 12. Và x nhân y là bằng 35 vào biểu thức trên. Ta có. Như vậy cái đấy là cái đòi hỏi cái sự thông minh lắm lên các em nha. Như vậy x cộng y bằng x cộng y chúng ta thấy bằng 12, như vậy đây trở thành 12 bình phương trừ 4 nhân cho 35 bằng. Cái này sử dụng máy tính bấm cho nhanh các em. 12 bình phương trừ 4 nhân 35. Đây, có vẻ bằng 4 nè. Được chưa? Câu B. Các em hiểu không? Cũng không khó lắm đúng không em? Không khó lắm à. Rồi. Hiểu là người ta thấy hay lắm, nhưng mà không hiểu em thấy rất khó em, chứ không đơn giản đâu. Bắt đầu cái độ khó nó không tăng dần lên đó. Ở đây người ta lại cho các em x trừ y và x nhân y. Ở đây người ta yêu cầu các em tính là x cộng y bình. Thì cái này làm tương tự này. Chúng ta đây chính là hạng thức thứ nhất, chiều thuận ha. Thì chúng ta chắc chắn sẽ thêm bớt này. Đó. Như vậy ở đây người ta cho x trừ y, chứng tỏ chúng ta phải đưa về hạng thức số 2. Mà hạng thức số 2 thì chắc chắn nó sẽ thiếu cái gì các em? Hả? Cái này ghi lại đi. Chúng ta sẽ thêm vào cái gì? À, bớt ra đó chính là 2xy. 2xy này để nhóm với thằng này và thằng này để trở thành hạng thức số 2 để ra x trừ y này. Khi chúng ta bớt bao nhiêu thì chúng ta thêm vào bấy nhiêu. Cứ trừ là bớt mà cộng vào thì thêm. Chúng ta thêm vào 1 đồng thì chúng ta bớt ra 1 đồng. Thì khi đó nó sẽ công bằng. Hiểu chưa? Như vậy ở đây chúng ta có nhóm là x bình phương trừ 2xy cộng y bình. Đấy, đây chính là hạng thức số 2. Nghĩa là 1, 2, 3 một nhóm. Còn hai thằng này một nhóm này. Thầy vẫn ghi lại để các em thấy. Thầy miễn cộng chứ không đâu lù lù ra số 4 nữa chết. Bây giờ đã hiểu chưa nào? Hiểu cái ý thầy chưa? Đó, rồi các em việc ghi thay x trừ y bằng mấy? Bằng 8. Và x nhân y bằng 20 vào biểu thức trên. Ta có. Như vậy thì ở đây sẽ bằng là 8 bình phương cộng 4 nhân 20. Đúng không? Đúng chưa? Này, bấm cho nó nhanh. Có máy tính mặt mới gì cũng sử dụng. Đúng không các em? Kệ nó. Chính xác à. Để cái neuron thần kinh của mình sử dụng vào việc khác em. Những cái sử dụng được máy tính thì thầy khuyên em nên sử dụng. Để cái hội hệ thần kinh đang nó nghỉ ngơi. Không còn phải suy nghĩ. Tính toán cái đấy cho nó mệt đầu em. Rồi 144. Rồi tiếp tục câu C. Ở đây người ta cho, ở đây x cộng y, tính x mũ 3, y mũ 3. Cái này đây chính là hạng thức số mấy? Hạng thức số 6 này. Bằng này. Đây chính là hạng thức số 6. Thì chiều thuận đúng không? Chúng ta viết trở thành là x cộng y. Cơ bản là hạng thức phải thuộc em nha. X bình. Ở đây cộng, đây cộng thì đây trừ là x y. Cộng y bình. Rồi. Ở đây có x cộng y rồi, ok rồi này. Cái này x trừ y. Bây giờ xử lý chỗ đây. Xử lý chỗ đây thì nó giống như ở trên đây. Đây. Nó giống chỗ này nè. Thì giống câu B hồi nãy này, chứng tỏ chúng ta phải thêm và bớt vào. Cái này cứ ghi lại giống ở trên cho thầy cái này. Chứng tỏ ở đây chúng ta phải thêm vào bao nhiêu? Chúng ta phải thêm vào 2xy. Thì chúng ta sẽ bớt ra 2xy. Nhớ nha. Thầy làm cực kỳ chậm để chúng ta có thể xem video mà chúng ta có thể hiểu được. Như vậy thì khi đó ở đây người ta cho x cộng y thì chúng ta nhóm 1, 2 và 3 này vào một nhóm. X bình cộng 2xy cộng y bình vào một nhóm này. Đó. Trừ xy với trừ 2xy ở đây. Thầy không có bỏ bước nên chắc chắn ta sẽ rất là dễ hiểu đúng không? Nhưng mà cái này chúng ta đưa về hàng đẳng thức thứ nhất. Đây là trừ 3xy. Rồi bây giờ thế cho thôi à. Như vậy ở đây em ghi là thấy x cộng y bằng 5 và x nhân y bằng 6 vào
biểu thức trên ta có hay ta được gì đó bằng này, x cộng y là bằng 5, lấy 5 này nhân này, mở ngoặc ra này, x cộng y bình phương là 5 bình phương trừ đi cho 3 nhân 6, rồi ok bằng, bấm một phát luôn, 5 nhân mở ngoặc 5 bình phương trừ 3 nhân 6 đóng ngoặc, đây 35. Vậy đó, nhanh đúng không? Máy tính làm cái em rẹt rẹt. Quan trọng là biến đổi trên đây này, chứ còn kết quả này khi mà biến đổi xong đúng rồi thì cái này thì ai thế mà ai làm chả được. Đúng không em? Các em muốn ghi chép gì bấm dừng video lại nha. Toán mà, nói chung thì nó cũng khó chứ, sao lại không khó? Toán không à, các em nói toán mà không khó thì không phải đâu. Vậy các bạn là thần thần đồng quá giỏi không? Cái này là làm ngược thôi. Đây chính là hằng thức số 7 này. X mũ 3 trừ y mũ 3 thì đây chính là hằng thức số 7 thì nó ra được là x trừ y. Cái này trừ thì chắc chắn cái ngoặc đầu tiên phải trừ. Nhân ở đây là x bình, trong đây thì sẽ cộng này. Rồi. Ở đây có x trừ y cái đề đó, cái này không có làm gì này, cái ngoặc đầu tiên không làm gì. Ở đây chúng ta người ta cho x trừ y thì chắc chắn chúng ta sẽ bớt ra trừ 2 y và cộng cho 2 y để chúng ta nhóm để ra được hằng thức số mấy? Số 2. Chiều nghịch đúng không? Rồi bây giờ chúng ta bớt ra 2 x y để chúng ta nhóm này. Bớt thì chúng ta phải thêm. Đó. Rồi bây giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta là nhóm thôi. Mở ngoặc vuông x bình trừ 2 x y cộng y bình. Rồi ok. Ở đây nó còn thằng này và thằng này, chúng ta sẽ đưa nó ra đây. Như vậy đây là x trừ y. Đúng không? X trừ y nhân ở đây cho gì? Đây là x trừ y bình phương cộng cho 3 x y. Rồi chúng ta ghi là thay ha, chúng ta thay x trừ y bằng mấy? Bằng 3 và x y bằng 40 vào biểu thức trên. Ta có. Rồi bằng, ở đây là 3 này, một tròn các em. Ở đây là 3 bình phương. Đúng không? Cộng. Đó. 3 nhân ở đây cho 40 bằng. Đúng không em? Chính xác chưa? Rồi. 3 nhân. Thầy biết cái em nhẩm được, thầy cũng nhẩm được, nhưng mà thầy muốn để cái neuron thần kinh của thầy là làm việc khác em. 387. Xong. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 10. Các em ghi chép gì đó thì chúng ta bấm dừng video lại giùm thầy nha. Ok. Rồi. Chờ thầy lấy tờ giấy. Câu số 10 nha. Đòi hỏi gì đây? Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 5. Chứng tỏ đây chính là một hình lập phương nha. Thể tích của hình hộp sẽ tăng bao nhiêu nếu chiều dài, chiều rộng tăng thêm A cm? Như vậy thì ở đây người ta hỏi là thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ tăng bao nhiêu nếu như mà tăng ở đây A cm? Như vậy bây giờ chúng ta tính thể tích hình hộp chữ nhật ban đầu với kích thước này trước. Như vậy thì chúng ta có V ban đầu, nghe chưa tăng đấy, chưa tăng A đấy, là bằng 5 mũ 3 đúng không? Là bằng 125 cm khối. Bây giờ câu A này, bây giờ tăng này, cái chiều dài tăng A, đúng không? Chiều dài tăng A nó sẽ là 5 cộng A ở đây cm. Cái chiều rộng tăng A là thì nó cũng sẽ là 5 A cm. Chiều cao có tăng không? Không tăng. Nó không tăng em nhé. Không tăng. Như vậy thì cái thể tích
lúc sau, V sau, sau tăng này, nó sẽ bằng có phải là chiều dài này nhân cho chiều rộng này và nhân cho chiều cao. Chiều cao chúng ta vẫn là A, em hiểu không? Như vậy thì ở đây sẽ ra được có phải là 5A tất cả bình phương không? Tại vì hai này giống nhau nhân lại bình phương. Rồi bây giờ chúng ta khai triển này ra, đây trở thành là 25 cộng cho 10A đúng không? Đây chính là hạng thức số 1 nhân A. Như vậy đây ra 25A cộng 10A bình cộng cho A mũ 3. Ở đây là cm khối. Hiểu không? Như vậy khi đó thể tích của cái hình hộp chữ nhật, hình hộp chữ nhật đã tăng thêm, đã tăng thêm. Như vậy chúng ta sẽ lấy V sau trừ cho V đầu, có đúng không? Đấy. Từ nè, hình như thầy bị nhầm chỗ đây. Đây là 5 chứ, chiều cao đây là 5 chứ sao lại A. Xin lỗi em, chết rồi. Đây là 5 chứ, đây là 5 em. Thầy bị mơ ngủ hay sao vậy? Chiều giờ chết. Nhân vô đây sẽ là 125 này. Chúng ta bỏ A đây đi. Đây là 50 đúng không? 50A này. Đây là 5A bình này. Giật mình không? Như vậy đây, xin lỗi em nha. Như vậy thì V sau là nó sẽ là 125 cộng 50A cộng 5A bình. Chứng tỏ chúng ta trừ đây sẽ là 125. Thì nó sẽ tăng ở đây sẽ là 5A bình cộng 50A. Tại vì đây trừ ra bằng 0. Hiểu không? Như vậy đây là cm khối. Xong. Xin lỗi các em nha. Trời ơi mày không. Thầy giật mình mới nhận A nha. Nhận 5 chứ. Đúng không? Rồi ok. Rồi. Tay sang ở câu B. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều tăng thêm là A cm, chứng tỏ là V sau tăng này. V sau tăng thì chúng ta sẽ tăng ở đây, chúng ta sẽ lấy là 5 cộng A. 5 cộng A và nhân cho 5 cộng A. Tại vì cả ba thằng này đều tăng mà. Đúng không? Thì chứng tỏ đây sẽ là 5 cộng A tất cả mũ mấy? Mũ 3. Cái này người ta khai triển ra hạng thức số mấy? Hạng thức số 4. Đây chính là hạng thức số 4 chiều thuận này. Như vậy đây ra 100. Thầy sẽ ghi đúng hạng thức cho em xem trước. 5 mũ 3 này cộng 3 nhân cho 5 mũ 2 nhân A cộng 3 nhân 5 nhân A mũ 2 và cộng cho A mũ 3. Đây sẽ bằng 125. Ở đây 25 nhân 3 là bằng 75 A cộng 15 A bình. Đúng không? Cộng cho A mũ 3. Ok chưa? Các em ghi là khi đó V tăng thêm là như vậy thì chúng ta lấy V đầu V sau nhé, V sau trừ V đầu. Như vậy V sau chúng ta là đây nè. 125 cộng 75A cộng 15A bình cộng A mũ 3, chúng ta trừ cho 125. V đầu là 125. Trừ ra thì nó chứng tỏ tăng ở đây là còn là cái này. Rồi xong, vậy thôi nha. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4. Chúng ta đọc bài trước em nha. Rồi thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài này. Phân tích đa thức thành nhân tử. Bài này thì cũng không khó lắm đâu. Nhưng mà nó cũng gọi là tương đối khó thôi, chứ cũng không khó. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang như thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok.
đẹp luôn.